Chào các bạn, laptop gaming với Ultrabook luôn có một khoảng cách nhất định. Dù rằng trên thị trường vẫn có những sản phẩm Ultrabook gaming, thế nhưng mình vẫn cảm thấy thiếu một cái gì đấy. Có thể một số sản phẩm sẽ là thiếu đi điểm nhấn về thiết kế, có những sản phẩm lại thiếu đi những sức mạnh vốn có của những bộ vi xử lý mạnh mẽ. Nhưng đối với Zephyrus G14 2020 thì Acer đã xóa bỏ đi được những khoảng cách này. Mình đã thật sự bị ấn tượng khi nhìn vào mẫu laptop này, một thiết kế mới lạ với tông màu đen, trắng và xám được pha trộn lại với nhau. Và có lẽ thứ làm nên điểm nhấn ở mẫu laptop này chính là ở phần mặt lưng, vẫn kiểu thiết kế chia làm hai phần. Tuy nhiên, thay vì chỉ có mỗi logo ROG được đặt ở một bên, thì nay được thay bằng một màn hình đèn LED có thể hiển thị mọi thứ theo ý muốn, từ logo cho tới các dòng chữ, giờ, nhiệt độ hoặc là thậm chí có thể nháy được theo điệu nhạc luôn. Theo mình thấy thì đây sẽ là một tính năng rất thú vị, nó thể hiện được cá tính cũng như là phong cách của người dùng, và đây cũng là một điểm cộng của Acer trên laptop này. Là một mẫu laptop cực kỳ nhỏ gọn, có thể nói đây là laptop mạnh mẽ nhất trong phân khúc màn hình 14 inch. Và với màn hình 14 inch thì laptop này sẽ có trọng lượng rất là nhẹ, sẽ chỉ khoảng 1,7 kg, thế nên mọi người có thể bỏ vào bất cứ đâu để mang đi vô cùng tiện. Mặc dù kích cỡ nhỏ gọn như vậy, thế nhưng cấu hình thì không hề nhỏ một chút nào. Máy được trang bị CPU Ryzen 7 4800HS, 16GB RAM, card đồ họa GTX 1660 Ti và 512GB SSD. Qua một số các bài test của mình, thì với lợi thế của 7nm trên CPU AMD Ryzen 7 4800HS, khi benchmark thì có thể vượt được cả CPU Core i7-10750H trên vài mẫu laptop, điều mà thế hệ tiền nhiệm không thể nào làm được. Một số các tựa game online lẫn offline khi mình test đều cho mức FPS ấn tượng và nhiệt độ khi chơi game cũng không quá nóng, vì các bạn vẫn có thể tùy chỉnh được tốc độ quạt gió thông qua phần mềm tích hợp sẵn của các phím tắt trên bàn phím. Và để tản nhiệt được cho cấu hình này thì Acer đã trang bị sẵn hệ thống tản nhiệt gồm hai quạt lớn và 5 ống đồng được sơn đen nối với nhau. Các thành phần linh kiện khác đều được dán các miếng dán cách nhiệt để đảm bảo độ bền. Tuy nhiên thì có một số điểm mà mình lưu ý với các bạn, đó là mặc dù máy có sẵn 16GB RAM, trong đó có một thanh 8GB hàn chết trên bo mạch, một thanh 8GB nữa được gắn sẵn, và nếu bạn muốn nâng thêm RAM thì phải bỏ thanh 8GB này đi và thay bằng một thanh khác lớn hơn, thì tối đa có thể nâng cấp lên được 24GB. Quay trở lại với phần thiết kế, toàn bộ máy được cấu tạo hợp kim nhôm và magie, chưa kể đến là một lớp phủ bên ngoài cho cảm giác khi sờ vào cực kỳ chắc chắn, và với chất liệu này thì cũng hạn chế được bụi bẩn bám trên bề mặt. Xung quanh máy thì sẽ có tổng cộng 4 khe tản nhiệt để thổi gió nóng ra ngoài. Bên dưới khu vực hút gió cũng được bố trí rất nhiều khe và còn được hỗ trợ bởi bản lề Ecolift, vừa giúp nâng máy lên cao hơn, vừa tăng được khoảng không hút gió vào. Acer thì đã trang bị cho mẫu laptop này màn hình 14 inch, độ phân giải 2K, chất lượng hiển thị khi đo đạc cũng rất là tốt khi phủ tới 99% giải màu sRGB, 74% giải màu Adobe RGB, 75% giải màu DCI B3. Độ sai lệch màu cũng rất là thấp với delta E trung bình khoảng 1.23. Và điểm yếu duy nhất trên màn hình này đó chính là độ tương phản không thực sự ấn tượng mà thôi. Và ngay bên dưới thì sẽ là khu vực bàn phím với layout quen thuộc, không có cụm phím số, phím cho độ nảy tốt, hành trình phím sâu, khoảng cách giữa các phím vừa phải và chỉ được trang bị duy nhất để nền màu trắng. Mình thấy đây sẽ là một điều hợp lý vì như thế nó sẽ hài hòa so với tổng thể của mẫu laptop này. Touchpad thì không quá lớn nhưng cho cảm giác gì rất là mượt, tracking tốt và chất lượng build ở mức ổn, phù hợp dùng để thay chuột. Cổng kết nối trên phiên bản 14 inch này cũng cực kỳ đầy đủ. Bên trái thì sẽ có cổng nguồn, jack audio combo, HDMI và một cổng USB Type-C hỗ trợ giao thức DisplayPort và Power Delivery để có thể sạc cho máy. Cạnh phải thì sẽ là hai cổng USB Type-A và một cổng USB Type-C. Có một số điểm mà mình cần lưu ý là mặc dù máy có hỗ trợ qua cổng sạc USB Type-C, thế nhưng mà khi đấy thì hiệu năng máy sẽ không được tận dụng hết. Thế nhưng dù sao thì việc có thêm một tính năng này cũng rất là hữu ích. Ví dụ như khi mọi người đi du lịch thì chỉ cần mang theo một cục sạc nhỏ gọn là được. Cuối cùng thì là một đối tượng mà mẫu laptop này hướng tới. Nếu như mình gọi đây là laptop gaming cũng đúng, hoặc là Ultrabook hiệu năng cao thì cũng chẳng sai. Nó có những thiết kế mới lạ, màn hình ấn tượng, hiệu năng cao và chưa kể còn có một bộ quà tặng với rất nhiều quà tặng hấp dẫn nữa. Vậy thì mình nghĩ đây sẽ là một sản phẩm hướng tới đối tượng sẽ là người dùng cần một mẫu laptop đa dụng như là làm các công việc về sáng tạo nội dung, sử dụng những phần mềm như là Photoshop hoặc là edit video, cần một hiệu năng cao để có thể làm việc nhiều hơn là một người cần một mẫu laptop chỉ để chơi game. Và đường link của sản phẩm thì mình sẽ để ngay phần dưới mô tả video. Và đừng quên là like, share cũng như subscribe kênh YouTube của An Phát Computer để không bỏ lỡ những video tiếp theo của chúng mình.